từ đó giờ tính ra mười mấy năm những đức đi tu chỉ trong thời điểm này là mỗi ngày những đức tu bốn thờ và không giải quyết vấn đề gì chứ <laughs> rõ ràng quý vị lớn thiền lớn sống cái gì? một cả ngày vậy như đức niệm phật không không có một cái gì bực bội nếu như mà tu hành mà gì thì nó mới dưỡng được cái tâm. Ấy. Đúng, trước thì nó cũng vui nhưng mà nó có nhiều việc mình phải giải quyết vấn đề. Ấy. Giờ tự nhiên cái nó cứ công việc mỗi ngày vậy thôi. Một hai người mà không có phải bận tâm gì. Nên như Đức nói với vị nghe là nếu như mà mỗi ngày mình Quý vị làm một việc thiện gì thì Làm thiện rất là nhiều Nhưng mỗi ngày vị mà tức tối săn si Như qua những đức gặp Cái anh này cũng à, Sống chung Anh anh kể câu chuyện đấy Cái ông này làm việc thiện Nhiều dữ lắm luôn Mà ông có một cái tính là Săn si khó chịu Ông thường tức tối ghê lắm khi mà cặn tử nghiệp của ổng cái tâm sân hận nó trỗi dậy khi ổng gần chết ổng kêu chờ không ổng kêu chờ mà ổng la thấy ghê lắm mà ổng chết mà ổng hả cái họng chàng hoạt nhìn thấy ghê lắm mọi vì biết chính những đức là gần nhiều người những đức cũng thấy khi mà thường ngày sống mà tính tình khó khăn khó chịu chết xấu dữ lắm à, thì vì coi mình khi khó khăn khó chịu thì nhìn cái mặt là biết liền gì đâu là biết chết sao điện gì đâu đúng không khó khăn khó chịu câu mâu rồi đó vì coi cặn tới nghiệp <laughs> chết sao biết liền gì đâu <laughs> không còn mình mỗi ngày mà vui vẻ quan hỷ tha thứ cuối đời chết mặt dễ thương <laughs> đúng không nó thấy cái 100% luôn Nên mình tu mà dưỡng được cái tâm Dưỡng được cái tâm nó hay dữ lắm à, Cái tâm mà dưỡng được sự an lạc Nó hay dữ lắm quý vị giảm tối đa nên mình có được thời gian tu những đứa nói ai mà có thời gian ngày bốn thời tu bấm số niệm phật nha. lo gia đình lấy rai lau nhà giặt đồ lấy rai bị đại phước cái tác động của con người ấy, nó làm cho mình phiền não nhiều cái ấy, nó làm mình phiền não nhưng mà mỗi ngày mình niệm phật rồi mình lau nhà mình làm việc lấy rai quý vị coi nếu ông chồng nào mà mấy ổng mà hộ trì cho bà vợ mà tu như vậy những đứa nó bảo đảm ông nó khôn ông nó khôn thiệt tại vì cái tác động của người vợ với mình nó cũng lớn mà tác động người chồng với mình cũng lớn nếu như mà mỗi ngày mà cái tác động giữa hai bên này mà nó kết hợp lại là nó phiền não ghê gớm dữ lắm nên để cho bà vợ bà tu mỗi ngày để cho bà vợ bà tu mỗi ngày thì mình đi làm về mệt thì mệt chứ mà vì mình gặp bả tâm quan hỷ vui vẻ cái mình cũng nhẹ lòng thấy không còn hai người mà lao đi kiếm tiền mà nó cực quá cuối cùng nó gặp nhau là nó đụng đầu chảy máu cự lộn um sụp nhà cửa nó đập đồ bánh chành chứ thấy chưa nên từ nơi đó mà nó không đơn giản đối quý vị nên mình mỗi người mà mỗi ngày mà dụng công tu rồi niệm phật đồ này kia nó hay lắm nên, nên dưỡng cái tâm là tuyệt vời nhất nhưng đứng nó không có cái gì đặc biệt bằng dưỡng cái tâm Đó. nên quý vị là người nghe được pháp môn tịnh độ niệm phật được quý vị phải siêng năng niệm phật nhất là những người lớn tuổi bây giờ thời gian mình không bao lâu đâu có được cái zoom này, này vô tu đi rồi rảnh bấm số niệm phật cứ như vậy nó như bây giờ những đức không có việc gì cho quý vị thấy những đức niệm phật tu bốn thờ ngon lành luôn mà rõ ràng cái tâm nó dịu quý vị ơi à, bây giờ mà ai mà chửi mình mình không có buồn nhưng mà lúc mình sân si người ta chỉ cần đụng mình cái là mình la lại chứ không phải chuyện dẫn ừ. mình mà sân si thử ai mà đụng mình cái rồi biết liền giống như lửa mình cháy sẵn à. đụng một cái thôi là mình phật qua nó luôn <laughs> cho trái lan luôn chứ đừng nói chuyện dựng chớ còn khi con người mà nó vui nó an lạc cái tâm nghe quý vị rõ ràng nó dễ tha thứ quý vị ơi ừ nên quý vị, vị thấy con người mà ai mà chỉ cần đụng họ một cái họ chữ um sùm họ la lối um sùm là lửa họ nó nhiều quá mà cái lửa này mà nó tiếp nói lâu dài tới ngày cuối cùng đó là đa phần chết thì ghê lắm chết cái mặt kỳ cục cái lắm u qua cặp cái anh này anh kể câu chuyện anh cũng thường đi hộ niệm anh nói cái ông này ông chết mà lúc thường ngày ông chữ vợ ông dữ lắm mà ông tham kinh khủng lắm nặng nề khi ông chết cái miệng ông hả chàng quạt ra cuối cùng người ta lỡ người ta lấy cái tay người ta nhặn cái càm lỡ thì cho nó khép cái miệng có đường chút mà người ta <laughs> dính cái đầu trên dính ở dưới này người ta lại vừa nhặn lại thì ông khép lại buông ra thì quạt ra chàng cũng chàng thích nghi cuối cùng lấy cái chàng nói vậy lấy cái chàng á buộc buộc gì này gân lại buộc lại ông có khép cái miệng lại kinh khủng không thì ghê chưa nên cái người mà sang hẳn khó tính là kỳ cục vậy lắm mà, mà mình đi đâu mình gặp cái người sang hẳn khó tính nó bị gặp bị tránh mất tiêu rồi, đúng không mình gặp cái người sang hẳn khó tính mình còn tránh <laughs> người này là đoạn viên hết trơn người sang hẳn khó tính là đoạn viên mất tiêu thí dụ như mình làm cô giáo nuôi các em nhỏ rồi đi giữ nhà trẻ rồi đi mình mà vui vẻ dễ tính thương các em thì các em nó nghe lời mình còn mình mà cái kiểu mà mình la mình chữ khư 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 nó gặp mình nó chạy mất dép nên cái người mà khó khăn đi đến đâu là người ta gặp người ta sợ ta chạy vô lắm nên mình tu hành sao mà cái tâm tính mình nó dễ vui quý vị người ta gặp mình ta thích chứ lắm nghe đó là duyên á quý vị mà duyên cái đó là phước nên tất cả người mà ngồi ở đây mà nghe gì nè coi là mình có mình tu rồi mình khó cỡ nào mình còn khó bao nhiêu phần trăm chứ đừng có niệm phật xong mà bước ra chữ um sùm người ta sau lưng người ta nói mình thứ gì mới niệm phật ra mà chữ cái ghi <laughs> Thấy không nó no, có nhiều bà cũng dữ lắm mới vừa niệm phật ra phải chữ ưm um, sùng gặp gà chữ gà gặp chó chữ chó oh, chữ khơ 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 chữ với nó quen tặc nghe quý vị chữ với quen tặc vừa tu ra mà gặp gà này y một cục phân ở ngay chẳng ý xăng gì mà lấy cây liền gà chữ gà ưm um, sùng thấy chưa cái tâm mà nó sáng hẳn rồi nó đụng cái gì nó cũng chữ nên mình mỗi ngày phải cần dưỡng cái tâm người khôn nhất là dưỡng cái tâm nên ung thư bệnh này bệnh kia bệnh nọ là mình phải xem lại cái tâm của mình có khi nó nó quá hoại cái bản thân mình quý vị phải dưỡng cái tâm lại nha nên cái người mà ung thư bệnh này bệnh kia bác sĩ chạy đó mà chịu mà họ niệm phật lễ phật đó nghe thời gian nó hết bệnh hay lắm nên những đức nói vì nghe bây giờ mình phải đầu tư nè đầu tư nè đầu tư chỗ này càng đầu tư nè nha nhà mình bây giờ mình bây giờ mình có cách tu mình ít đi chùa Là, mình lại chùa nào mà mà người ta tu lấy phật rồi thì mình lại bây giờ nó nào bây giờ mà không có thể tu tập gì hết trơn thì bây giờ mình ở nhà mình tu nhiều thời gian ở nhà nhiều rồi bây giờ mình phải đầu tư nè chỉ vì đầu tư này nè <laughs> cái bài cái đứa lỗ tai có nghe tới đầu tư cái gì <laughs> nghe đó đầu tư tới đầu tư cái gì ha nè chỉ đầu tư này nha kiếm cái lò <laughs> mua cái lo ấy vậy, cái điện thoại nó âm thanh nó nhỏ quá mà âm thanh nhỏ nó tu người ta nói pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm nha. bây giờ mình mua hai cái lo di tính nhỏ nhỏ thôi mình kết hợp cùng với điện thoại của mình để khi mình tu nó phát âm ra rõ ràng nó hay vậy tu nó an lạc hơn nghe cái âm thanh mà nó hay tu hay dữ lắm á chứ cái điện thoại mà nó nó, nó kêu như là ngạt mũi cái kiểu mà niệm phật mà cái tiếng nhất niệm cũng cái âm thanh này thu âm hay lắm á nhưng mà nhiều cái điện thoại mình đi, niệm <laughs> <laughs> niệm tu nó không có an lạc cái gì ơi cái âm thanh mình tu nó không an lạc đâu tại vì nó kêu như là bị nghe mũi cái nhiều âm thanh nó kêu xíu xíu nên, <laughs> 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 nên từ nơi đó mới bị biết rằng là, tu không có an lạc đâu nên mình phải đầu tư hai, hai cái lo di tính nhỏ nhỏ nó, nó 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 kết hợp với cái điện thoại mình phát ra vì tu nó an lạc dữ lắm luôn giờ mình phải đầu tư chỗ này chứ nếu cần thiết nhà mua thêm cái tivi nữa nếu mà rộng, rộng 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 mình bắt thêm cái máy lạnh mình đóng cửa là chủ nhật thứ bảy mình ngủ tới ở nhà tu chị em kết hợp lại nhau từng này ở nhà chị nấu lẩu cho ăn nghe từng sau ở nhà tôi khô quẹt cái dễ ăn <laughs> đó Mình đưa lên cái kế hoạch quý vị Tự nhiên cái... <laughs> Tự nhiên cái người ta lỡ người ta tu Từ 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 từ, từ Rồi tỉnh độ này Nó giải từng nhà từng nhà từng nhà Khỏi đi đâu xa Tốt sang dầu Hao nhiên liệu này chưa Nên từ nó tại nhà tu luôn Hiểu không quý vị chỉ, chỉ cách này thì thời đại 4.0 Đỡ tốt Bao nhiêu Vật chất đỡ tốt luôn đúng quý vị Vậy nó lúc trước nó nói mình là chùa mà nói mình, mình mình, tu hành mà giờ ăn uống này kia mà không cúng dường cũng ngại bây giờ khỏi đi luôn nhà tu luôn rồi còn ai đi được thì đi còn nếu mà thấy ở nhà tu mà ăn lạc thì ở nhà tu tu ăn lạc rồi xong mà đâu có tốn kém gì đâu chị nào mà sang sang một chút rủ người ta lự tu đãi người ta nội trà à, mai thứ bảy nè mai thứ bảy buổi tối tu 12 hai giờ khuya nè mai mai bắt đầu là những đứt ga tay nấu nồi cháo có hai bất người nấu nồi cháo mình đúng là thợ nấu nó cũng lợi thế thợ nấu lợi thế em muốn nấu gì nấu nó rồi nấu nồi cháo liền kho nó khô hoài cháy ăn một cháo ra quẹt lia quẹt lia biết người mà nó vui ăn cháo quẹt cũng ngon Nó quý vị kỳ cục vậy đó bởi vì cái tâm tâm linh nó hay con người mà nó buồn rồi bây giờ nó ăn cao lương mỹ vị nó cũng ngon nhưng mà nó đã vui rồi ăn nồi cháo cô quẹt cũng ngon đây là một trăm luôn nên bây giờ quý vị mình đưa đến kế hoạch buồn ai thôi bỏ đi không. buồn ai thôi xả buồn chi cho nó mệt Đấy không đờ người mấy mươi năm ngắn ngủi buồn chi cho nó mệt lúc trước gặp bà có con chồng lùng cạch dấu lùng tạp mỗi lần bà lại chiều hôm nó chè ơ chồng của con gì đâu con cao lấy nhầm thằng chồng lùng tạp số phận như nó kỳ cục mỗi lần đi ra đường mắc cỡ thế ghi tưởng nó dẫn con đi chợ cũng... <laughs> đi coi phải chi chồng con mà cao được như thầy cũng được nó tăng thầy... tự nhiên so sánh chồng mà... Thôi, với tôi kỳ cục với chán từ nơi đó nghe vậy đó chia sẻ với thời gian mà là mới gặp chuyến đức mới đó thôi con nghe thầy giảng con hiểu Thấy không củi khô dễ nấu mà chồng lùng dễ xài thầy ừ. <laughs> biết con... nghe viết mà mở tâm bà ra bà chấp nhận đi thấy chưa thấy nghe pháp hay chưa mở cái tâm nó chấp nhận tại vì mình không chấp nhận mình cũng phải sống với chồng lùng tết nếu giờ lùng tết bây giờ mình chấp nhận đại thì mình sống gì cũng vui đúng không đó nên từ nơi đó con người nghe đạo là nó phải dễ tính hỏi lại mình có mình có đang còn buồn ai không mình đang còn sân si sí, giận hờn ai không còn buồn ra niệm phật vì là bị vị tuyệt vời chứ nó nên những Đức hướng dẫn quý vị đó cách tại nhà tu ha mở tâm lượng ra là niệm phật không buồn giận ai để trung tâm càng tu càng dễ tin cứ nhiều vị làm tới thì là, đức nói vị tu với kết quả dữ lắm đặc biệt chứ bây giờ vị coi những đức mà từ hai ngàn ngự giờ còn có hai ông ngồi leo qué <laughs> Bây giờ không lẽ gì đức ngồi đó là buồn à, mình mình có khi suy nghĩ nó thật sự cũng buồn nhớ cụ nhớ cái cụ nhớ đại chúng nhớ những người mà ra đây sống với mình nhớ chứ sống nhớ gì con ngự vô cỏ cây qua lá gì đâu nhớ nhưng mà nói nhớ cũng có được gì đâu thôi còn hai tên thì giữ hai tên <laughs> có đỡ không để, <laughs> đỡ không quý vị mình chấp nhận liền thấy chưa hai ngàn cuối cùng còn hai tên đi leo que hai tên <laughs> thấy chưa mình chấp nhận cái quan trọng là chấp nhận quý vị Nó, thả có duyên kết với người miễn cái ăn gì cực lạc là mình trở lại mình giúp nhau được hết trơn hoặc là một ngày nào cũng gặp lại nhau thôi à, một ngày nào thí dụ như ngày xưa cái các người bên cạnh mình bây giờ họ đi tùm lum tùm la nhưng cũng có duyên rồi một ngày nào biết đâu gặp lại nhau tiếp tục tu nữa quý vị Đấy không mình nghĩ gì thì tự nhiên tâm mình nó nhẹ lắm nên mong rằng quý vị nghe Phật pháp cái tâm bị nó an lạc tâm bị nó nhẹ nắm chắc câu bậc hiệu dễ tính đừng buồn giận người để chúng tâm cứ như vậy để có bậc hiệu trong tâm thì cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc thôi chúc quý vị an lạc nha ai di là phật ai di đà phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý ơi ai di đà phật ai di là phật ai di là phật ai